Sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ địa phương, đại diện AFC đã có buổi họp với các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam để phổ biến những quy định chung dành cho các đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Những nội dung quan trọng trong luật thi đấu cũng được đề cập đến, trong đó có việc áp dụng công nghệ VAR tại tất cả các trận đấu của giải. Đây là hoạt động thường xuyên của AFC, tổ chức trước mỗi giải đấu lớn nhằm giúp cho các đội tuyển tham dự hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình tham dự giải. Những nội dung quan trọng được AFC nhấn mạnh tại cuộc họp là công tác phòng chống tiêu cực cho bóng đá, tinh thần tuân thủ luật thi đấu, fair play và sự tôn trọng đối với các quyết định của trọng tài. Đại diện của AFC cho biết, cũng giống như giải đấu năm 2022, công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR sẽ tiếp tục được triển khai tại tất cả 32 trận đấu thuộc vòng chung kết U23 châu Á 2024. Công nghệ này giúp hỗ trợ trọng tài xem lại video từ nhiều góc độ khác nhau để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Tuy vậy thì theo quyết định của FIFA và Hội đồng luật bóng đá quốc tế viết tắt là IFAB, VAR chỉ được sử dụng trong trường hợp một lỗi rõ ràng hoặc tình huống nghiêm trọng bị bỏ lỡ liên quan tới bàn thắng hoặc không bàn thắng, phạt đền hoặc không phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp, không phải thẻ vàng thứ hai hoặc là cảnh cáo lần hai, xác định nhầm cầu thủ vi phạm, trong trường hợp trọng tài cảnh cáo hoặc phạt thẻ vàng hoặc là truất quyền thi đấu. Ngoài ra thì tại AFC cũng cung cấp một máy tính bảng tại khu vực kỹ thuật của các đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn cho ban huấn luyện các đội tuyển. Máy tính bảng này sẽ được cung cấp quyền truy cập vào nhiều góc camera khác nhau, cho phép các đội có thể xem trực tiếp hoặc xem lại các tình huống trên sân. Tuy nhiên thì AFC nhấn mạnh việc sử dụng máy tính bảng chỉ nhằm mục đích phân tích chiến thuật và y tế, xem lại tình huống va chạm dẫn đến chấn thương. Các đội tuyệt đối không được sử dụng cảnh quay trong máy tính để xem xét hoặc phản đối quyết định của trọng tài. Bên cạnh đó thì AFC cũng cung cấp cho các đội tuyển tham dự một tài khoản có quyền được truy cập vào nền tảng Pressbox Live để khai thác tài nguyên về dữ liệu thống kê được cập nhật theo liên tục các trận đấu. Điều này giúp ích rất nhiều cho huấn luyện các đội tuyển trong phân tích chiến thuật trước, sau và thậm chí là ngay trong quá trình diễn ra trận đấu. Cũng tại buổi họp, bộ phận phụ trách quyền thương mại các giải đấu AFC đã tiến hành kiểm tra trang thiết bị tập luyện và thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Do đã có kinh nghiệm tham gia các giải đấu lớn của FIFA và AFC, cũng như nắm rõ quy định của điều lệ, nên toàn bộ các trang thiết bị của đội đều đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu của AFC. Từ việc sử dụng phông chữ cho đến kích cỡ của logo, cũng như các quy định khắt khe khác liên quan đến bản quyền hình ảnh của giải đấu. 20 giờ tối ngày hôm nay theo giờ địa phương, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục tập luyện trên sân Al Ahly. Hôm nay là chúng ta sắp bỏ đối phương. Trường hợp này là không thẻ đỏ ha, mà chúng ta là thẻ vàng và penalty. Nếu như trường hợp này mà cầu thủ áo trắng là khoảng cách xa với lại cầu thủ áo xanh thì là cố gắng ôm người hoặc là kéo hoặc là đẩy người. Thì lúc đấy là trọng tài sẽ không hạ thẻ đâu ha, mà chắc chắn sẽ là thẻ đỏ. Không phải là tất cả những tình huống chạm tay đều là lỗi. Everybody said handball. Ai cũng gọi là chạm tay rồi, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả tình huống đều là phạm lỗi. Okay, so hiện tại là try to cầu thủ phòng ngự là cố gắng là để try tác vào bóng bằng một cú. Try tác is a rõ ràng là khi mà chúng ta chụp để phá bóng thì tay không thể nào sát. The yellow player taking shot the ball. Thủ áo vàng sút bóng. Then the red player try to block. Và cầu thủ đỏ để cố gắng ngăn chặn cú sút. Very close. Rất là gần. Then the moment the point player kick the ball. Và khi mà cái khoảnh khắc mà cầu thủ áo trắng chạm vào bóng, the arm of the red player natural position. Và bóng và tay của cầu thủ áo đỏ thì đang trong trạng thái tự nhiên. So no need to the on the body. Thì là không thể khác được. For the ball. For additional movement. Okay. Và nếu như tay rất động tác tay đây có động tác di chuyển là nó sẽ khác đấy các bạn. Bốn. This is something. Không chưa. Nhưng mà đây là bóng chạm vào tay ở trong trạng thái tự nhiên. Nút. À. Không có phải là một tay chủ động đến tới cái bóng. This is different. Đó là hai tình huống khác nhau đấy các bạn.
So in this case, the ball comes to out. Đây là bóng chạm vào tay. So why this is not on the ball? Tình huống này không thể nổi là. So create a time, wasting time. Because China is leading 1-0. Yeah. The wise. Good job. Okay. But blue player want to play, then throw the ball. Eventually that cause a problem. Okay. Please respect the opponent team. The opponent will come to the room and I can play. Next. All field decisions are offside. Đây là đánh không đẹp. Don't do that. Không được làm như thế. Okay, not only the player, but also the team offside. Không chỉ là cầu thủ mà kể cả quan chức của đội bóng. Sometimes, I know, from your side, very clear view, then the all referee incorrect decision. Okay, I understand. But, that now law say, the referee give the yellow card for the team official, not only the player. Nhưng mà trọng tài cũng sẽ rút thẻ đối với cả cả thành viên ban huấn luyện không chỉ đơn thuần là cầu thủ. Very angry, okay. So please, team official, chúng ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của chúng ta ha. You show the big complaint. Yes. Players also the show the big complaint. We có thể chúng ta phản hàng nhưng mà chúng ta phải hiểu sự tôn trọng. Okay, so penalty kick 8 minutes. 8 phút. Sometimes 10 minutes. Có thể được incredible time. Yeah, incredible number. But during this tournament, we have the reserve a stand referee and be a calculate the additional time. Và trong giải đấu lúc này chúng ta sẽ có người chuyên để tính về cái thời gian bù giờ. Can you imagine you are leading the game 1-0. Và là thử okay. Từ ngày ví dụ chúng ta đang dẫn trước. Second half, you feel the very tired. Và khi mà chúng ta rất là mệt rồi. Want to win. Chúng ta muốn thắng. 1-0 leading. Chúng ta dẫn 1-0. For social shoulder. Additional time 10 minutes. Được khi lúc đấy giờ lên phút bù giờ 10 phút. No need to be surprised. Thành ra chúng ta cũng đừng thấy cái gì là ngạc nhiên. You need to do more 10 minutes. Và chắc chắn là chúng ta phải tiếp tục chơi thêm 10 phút nữa. Until the end of the quarter. Cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc. Okay. Thì VAR chỉ can thiệp đối với 4 trường hợp. And something happened. And a clearly foul and clearly yellow card, but not clearly red card. Then the referee missed the yellow card. The referee missed the foul, but VAR checked the incident, but unfortunately cannot intervene because of just yellow card or just foul. In this case, VAR don't intervene. If the incident is a red card or if the incident không phải là tình huống lỗi nào thì chắc chơi các bạn. Và những cái thẻ vàng bình thường thì người ta không trách, thì người ta chỉ trách đối với những trường hợp rõ ràng. VAR internal. Không phải là trường hợp nào VAR cũng sẽ can thiệp. Penalty không penalty, thẻ đỏ trực tiếp và những cái lỗi nhận định sai. Okay, that's all from my side. So thank you for attendance this meeting. Thank you for cooperation. So we are looking forward to seeing your success during this session, this tournament. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ kết thúc cái buổi này ở đây và chúc cho các bạn chúng ta có một giải đấu thành công. Okay.